Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai. Cái này bộ ba tam can ngũ thường nha, bộ ba kiển cổ nha. Cái giá của nó là 600k bao ship toàn quốc nha quý vị. Ngày trước tôi bán cái này là 200 một cây rồi đó, hai cây là 400 mà không có bao ship nha. Bây giờ tôi bán bộ ba này chỉ có ba cây duy nhất thôi, hôm giờ này không còn lại có ba cây thôi đó. Chiều cao của nó là lên đó là cái tay tôi đây 2 tấc 2, 2 tấc rưỡi, từ dưới gốc này lên tới này 2 tấc rưỡi. Cây này siêu dài nha quý vị, dài dữ dội lắm rồi nha. Đó, nó mà ra bông rồi thôi đẹp lắm nha. Đó, cây đầu tiên. Cây số 2, từ dưới đây lên tới đỉnh là 2 tấc rưỡi nha quý vị. Đây là cây số 2. Cây chính giữa là cây chiết chi, còn hai bên này là tam can ngũ thường, bên 5 nhánh, bên 3 nhánh, đã theo kiển cổ hồi xưa nha quý vị. Rồi đây là cây số 3. Đó, có 3 cây duy nhất thôi, hết trơn luôn rồi, không có ai mà bẻ như vậy nữa trơn nha. Mà ông này cũng già, cũng gần miền hết trơn rồi, không có làm nữa nha quý vị. Rồi 3 cây 600k bao ship toàn quốc luôn. Đó, tỷ lệ tôi nói từ dưới gốc này lên tới đỉnh là 2 tấc rưỡi nha. Rồi hơi xuống đi con ơi, mưa tới rồi. Xuống luôn. Kết thúc.